Chính phủ Liban đang cân nhắc xây dựng ít nhất 2 khu nhà ở tạm trú cho những người phải di rời do xung đột vốn đã lên tới con số hơn 600.000, trong đó có một nửa là trẻ em. Các cuộc tấn công tăng cường của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban đang gây ra thảm cảnh gần giống như ở Gaza, và thiệt thòi nhất đương nhiên vẫn là những người dân vô tội. Theo Bộ Môi trường Liban, giới chức nước này đã phác thảo các phương án, trong đó có đề xuất xây dựng nhà lắp ghép hoàn thiện ở một số khu vực đất công để làm nơi trú ẩn cho những người phải di rời. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng, xã hội và an ninh. Hiện đã có một số quốc gia Ả Rập bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Liban thực hiện kế hoạch này. Theo số liệu của giới chức Liban, khoảng 1,2 triệu người ở nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi Israel mở rộng chiến dịch tấn công Hezbollah hôm 23 tháng 9. Trong số này, hơn 400.000 người tìm nơi ẩn náu tại quốc gia láng giềng Syria. Nhiều người khác là công dân nước ngoài đã được các chính phủ đưa về. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã điều 2 tàu đến Liban để sơ tán 2.000 công dân nước này. Trong động thái liên quan, Pháp dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng về khủng hoảng ở Liban vào ngày 24 tháng 10, tập trung vào vấn đề viện trợ nhân đạo, tăng cường hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Liban và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.